Và phút này tôi xin được trân trọng kính mời bà chủ thôn. Vâng, may mắn tiến về trước cổng của bà thôn để chuẩn bị đón người con dâu yêu quý của mình. Kính thưa quý vị, người ta thường nói rằng con gái là con của người ta, nhưng mà con dâu thì biết thật là mẹ cha đưa đón về. Ngày hôm nay hai phái đoàn đưa đón dâu đã về tới tư gia của gia đình bà chủ thôn của chúng tôi. Và giờ phút này tôi đã nhận thấy rằng cũng xin thay lời cho gia đình bà chủ hôn, xin được trân trọng kính mời đến toàn thể quý vị trong họ nữ tộc. Những người lớn tuổi thì chúng ta vui lòng rời gót về trung tâm gia đình. Để chút nữa gia đình chúng tôi có chương trình tôn vương ở phía trong nội thất gia đình. Còn các bạn trẻ, những người trung niên thì chúng ta ngồi ở phía các trên bàn đây. Gia đình chúng tôi đã chuẩn bị để chúng tôi được tiếp đón đến tất cả những cái tình cảm thân thương của quý vị. Và cũng mong là quý vị trong họ nữ tộc cử ra một người để sắp xếp chỗ ngồi cho tất cả quý vị trong họ nữ tộc. Những nhân vật quan trọng, ông bà chú bác cô dì, những người lớn tuổi thì chúng ta vui lòng rời gót về trung tâm gia đình. Tôi đã nhận thấy rằng hai phái đoàn nam nữ tộc cũng đang làm về trung tâm nơi gia đình của bà chủ hôn của chúng tôi để cùng hợp hoan với lại gia đình, dâng đôi tân hôn cho Thiên Chúa và các nữ tổ tiên. Bây giờ đã là 10 giờ 20 rồi, chỉ còn không đầy 40 phút đồng hồ nữa thôi là bữa tiệc sẽ được bắt đầu. Thì cũng mong là quý vị chúng ta đi vào cái chương trình dâng đôi tân hôn Thiên Chúa và các nữ tổ tiên. Xin mời tất cả quý vị có mặt ở đây thì chúng ta cứ rời gót vào gia đình đi để chúng ta làm cái thủ tục dâng đôi tân hôn Thiên Chúa khi nhớ tổ tiên để cho nó được sốt sáng hơn. Xin mọi người cùng hợp ý với lại gia đình của chúng tôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin ngồi và Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn sang chúng con, hiến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng được trời cho muôn người trong khắp nơi. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ở đến, lòng là lòng đầy trông Ngài soi sáng, và niềm lòng hào mong được xứng đáng với danh hiệu Thánh Chúa cao
xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Lạy Thiên Chúa ngôi ba, hôm nay là ngày vui mừng và cũng là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của hai chúng con. Chúng con xin dâng đôi tân hôn này cho Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và dìu dắt cuộc đời của họ. Chúng con biết rằng cuộc sống sau này của chúng con còn gặp rất nhiều những gian nan và thử thách, nhưng xin Chúa lấy tình yêu của người mà bao bọc chở che. Xin cho chúng con luôn biết cảm tạ Chúa khi vui, tìm đến Chúa khi những lúc gặp đau khổ, để Chúa an ủi và nâng đỡ. Có hầu được Chúa chúc phúc cho tình yêu của hai chúng con, không những hôm nay và mãi mãi trong cuộc đời của hai chúng con. Lạy mẹ Maria và thánh cả Giuse, giờ đây chúng con đang đứng trước tôn nhan của mẹ và thánh cả Giuse đây. Xin cho chúng con luôn biết nhìn lên gia đình của mẹ xưa kia để học hỏi hai tiếng xin vâng nơi mẹ. Ngõ hầu áp dụng vào đời sống gia đình của mình, được mẹ thương, thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho đôi tân hôn này luôn hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời. Xin cả những bàn thờ tổ tiên trước bàn thờ, xin mời bà chủ hôn luôn. Xin đưa những nén hương cho bà và đôi tân hôn. Sau khi con vào cúi đầu thì cúi đầu và thắp hương. Cây có cội, nước có nguồn, con người ai cũng có tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Công cha như núi ngút ngàn, nghĩa mẹ như nước giạt rào biển đông. Thật vậy, biết bao nhiêu những hy sinh, biết bao nhiêu những vất vả, và biết bao nhiêu những lo toan mà ông bà cha mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ các em nên người hôm nay. Vậy giờ này đây, trong ngày vui trọng đại này, đứng trước vong linh của các ngài, hai em hãy đốt lên những nén hương và cúi đầu trước vong linh của các ngài để tỏ lòng kính nhớ, biết ơn đến tất cả các ngài. Xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Xin cúi đầu ba cái và thắm hương. Xin Chúa ý chúng lành cho đời cha mẹ của con. Tấm ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày buông tròn. Con xin đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi mẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con sống mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan, an vui cũng như đau buồn, lớn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua
son của Chúa Trời cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Nghi thức dâng đôi tân hôn lên Chúa và kính nhớ tổ tiên đã xong. Xin mời quý vị chúng ta tiến ra các cái bàn để dùng trà nước và chia sẻ cái niềm vui. Thì chút nữa rồi hai em có sửa soạn thêm có chương trình nhận này kia. Bên bên nè, các bạn. Nè, dùng trà nước của gia đình và dành cho gia đình bà chủ hôn chúc mừng. Lên cho các bạn nghe đây rồi thay đổi gì đúng không? Rồi đứng đây các bạn anh chị. Hết rồi đúng không? Tắm thôi, ngã đầu rồi. Ngã đầu tiếp đã rồi. Ngã đầu tiếp chứ mọi người. Rồi thay đổi đi. Nghĩa thân thương, đây rất là ấm cúng, rất là thân thiết. Kính thưa quý vị.